Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình 2 năm triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06, và phương hướng nhiệm vụ giải pháp trong năm 2024. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út chủ trì tại điểm cầu Long An. Đề án 06 với 13 nhiệm vụ chung, 89 nhiệm vụ cụ thể, đến nay đã hoàn thành 67 nhiệm vụ, đang triển khai 13 nhiệm vụ, thực hiện thường xuyên 12 nhiệm vụ. Qua 2 năm thực hiện, đề án 06 đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực, người dân doanh nghiệp đồng tình ủng hộ đánh giá cao, góp phần hạn chế tiêu cực, tham nhũng vặt, tạo nền tảng quan trọng để triển khai dịch vụ công trực tuyến, góp phần đẩy mạnh phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Hội nghị đã thống nhất chọn năm 2024 là năm hoàn thiện hạ tầng công nghệ, số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số. Để thực hiện mục tiêu này, Tổ công tác triển khai đề án 06 đã xây dựng phụ lục 81 nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2024, gồm 20 nhiệm vụ chung, 61 nhiệm vụ cụ thể. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chỉ đạo các bộ, ngành, trung ương, Ủy ban Nhân dân các địa phương và thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Tổ công tác đề án 06 của tỉnh, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm hiệu quả các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Các bộ, ngành địa phương phối hợp thực hiện các nhiệm vụ đối với các nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhóm tiện ích phát triển kinh tế xã hội. Tại hội nghị, Thủ tướng ủy quyền cho các địa phương trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 26 tập thể vì có thành tích trong việc thực hiện đề án 06.